Đây lui toàn bộ cái khu lên một này vào nữa đi. Vào nữa đi, không không có. Cái bộ phận này vào nữa đi ạ. Lui vào một mét nữa. Không có chỗ nữa. Nào, đi lui vào đi ạ. Khu vực này lui vào đi ạ. Cái bàn vào đi, vào một mét nữa. Nào, anh ơi, cái bàn này lui vào đi ạ. Lui vào đi. Lui vào cho rộng ra. Nào, khu vực này nhá. Các bác cứ lui vào đi. Có cái gì đâu. Lui vào để cho người ta có không gian chứ. Nào, các bác ở đây lui vào đi. Lui hẳn vào đi. Dẹp ra một ít nữa cho thành cái vòng tròn lắm. Bà con ngồi đấy dẹp bước ra đi. Bộ phận này phục vụ loa này đâu nhờ những cái mic đâu ạ. Chuẩn mic ra ngoài này đi ạ. Loa ơi, loa là loa. Xin mời đôi bên hàng dưới.
để cho chú biểu tôi ra trình cho. Này chú ơi, bốn cái chữ trên cái mẹt này là chữ gì đây? Bốn cái chữ trên bốn cái mẹt có nghĩa là tứ dân chi nghĩa. Tứ dân chi nghĩa. Này chú ơi, sao? Tứ dân chi nghiệp có nghĩa là gì đây? Tứ dân chi nghiệp có nghĩa là sĩ nông. Sĩ có nghĩa là dễ học. Dễ học có nghĩa là dễ học. Còn lông có nghĩa là gì hả chú? Lông có nghĩa là đi cấy. Đi cấy. Đi cấy. Còn công. Còn công. Còn thương có nghĩa là gì hả chú ơi? Thương hay là công à? Công. À đúng rồi. Công có nghĩa là quay tơ, dệt lụa, thợ mộc khéo tay, dệt lụa, thợ mộc tài ba. Còn thương có nghĩa là gì hả chú ơi? Đấy đấy, mất tinh thần. Thương có nghĩa là thương mua xuân, là mua xuân, xuân, mua xuân bán xuân. Để cho chú tôi đi đánh đàn loa 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 loa. Phong 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 nhớ gái thời canh cưới cho hôn hào. Gái thời canh cưới chớ cho hôn hào. Giá đồng cái giúp cái sầu, thấy đất khác ca thì vào má hồi. Rủ nhau đi hỏi ta thời chơi xuân. Rủ nhau đi hỏi ta thời chơi xuân. Xuân xanh ai chẳng bắt cầu, từ già chi trẻ ai hầu không ở xuân. Từ già chi trẻ ai hầu không ở xuân. Ai làm cho vào mùa con rùa, đêm đêm nó chọc vào mùa con rùa. Gặp đây thiếp mới hỏi chàng cái gì
thì lủng lẳng một gang trong quần. Cái thì lủng lẳng một gang trong quần. Thiếp hỏi chàng xin thưa rằng cái đeo lẳng là rằng côi sầy. Cái đeo lủng lẳng là rằng côi sầy. Để cho vua Tuấn tôi đi cày trái Lịch Sơn. Cái nào mới thế? Để cho vua Tuấn tôi đi cày trái núi Lịch Sơn. Đưa cho ta cái, đưa cho tôi mic này, đưa cho tôi mic này, đúng rồi. Leo xa nhà, hey. Bốn
Xin mời đôi bên hàng xứ giảng ra. Lão lời lão đi câu gái đây. Câu cá. Câu gái đây. Câu cá đây. Này cần câu bằng chúc đi nhá. Bằng cha. Mời bằng cọc. Mời cần bằng cọc. Câu chúc anh đúc lưỡi câu vàng, anh mang mồi ngược anh sang câu hộp. Anh mang mồi ngược anh sang câu hộp. Người ta câu giết câu dê, tôi nay câu lấy một cô chưa chồng. Quanh